tác công việc về mình kết nối Bluetooth và nó được để kết nối Bluetooth với xe, xe có cài Bluetooth mà kết nối Bluetooth với xe với quản lý của xe thì nó sửa sửa bảo dưỡng gì đó, nhắc lịch cho tất là tự động nó muốn nó gửi cho mình nhắc mình nó sẽ có những hệ thống của mình đó. Nên kết nối Bluetooth trên xe để mình ví dụ mình có chuyển cuộc gọi thì dù có ta gọi đến cho anh hoặc tin nhắn đến anh mình phải kiểm tra được trên đồng hồ nó báo cho anh khi khoảng cần có cuộc gọi thì nó báo mặt đồng hồ cho mình tại xe mình có chức năng kết nối điện thoại quên nó báo là sao là nó báo cuộc gọi nó báo là cái số nào đang gọi đến anh đó nó báo cho mặt đồng hồ nhỏ dưới số điện thoại là cái đó là trong quá trình chạy xe gì bấm số gọi vô em với anh tạo mật khẩu giùm em nha. Cái mật khẩu tài khoản của anh, mật khẩu thì đó trong đó sẽ có một cái từ viết hoa kèm theo một cái chữ tự đặc biệt như là sao tặng gì.
dễ sợ. Lúc là để dừng xe tắt máy. Có kỹ có hiện có mùa rồi đến nè. Rồi. Ra Zalo có tin nhắn Zalo nó cũng báo này luôn. Ờ, nó đâu có lên số rồi. Cái này rồi nè, hồi nãy nó mới báo rồi. Báo số rồi. Không phải báo số để lâu rồi. Trường hợp có nói lại ha, hướng dẫn anh trường hợp có nói lại luôn. Rồi anh tắt xe mình đi vậy ha. Rồi. Anh có nói lại á. Mở xe lên. Anh có nói lại. Khi mà thấy cho xe đang thị hiện của tôi lỗ tối này. Rồi anh đá cần này qua bên phải. Kết nói lại là đá bên phải nha. Đá cần qua bên phải. Thì nó chuyển hoàn thành này là ok. Là mình đã kết nói lại được rồi ha. Còn trường hợp mất luôn cái đó thì anh sẽ xem hướng dẫn làm lại từ đầu luôn. Anh có nói từ máy già đúng không? Đợi xíu giờ tạo rồi. Rồi anh hỏi rồi. Có cái gì mở được anh? Có gì mở được rồi. Nếu mà hiện này rồi anh nên cái nói lại được cái gì? Đá lại rồi. Đúng rồi, cái nói lại thì đã rồi đó. Rồi, cái chuyển hoàn thành này là ok nha. Dạ. Để giao xe em nha. Đợi xíu tôi không em hướng dẫn sử dụng xe cho. Nè, hai chìa khóa nè. Về nhà cất cái tủ một cái thời một cái. Cất kỹ mấy cái này. Bên đây nó có bánh quạt của nó luôn nè. Quan trọng à. Ừ. Ở trong cướp mà đó. Thấy cái gì vậy thấy? Chắc kinh địch cho nó không anh? Đúng rồi. Nó đúng đúng trường đến miền quê của mình tắt đi. Đấy là cái về tắt FTC on phải không? Đó, đến đến này chú hãy FTC on nó tắt luôn. Hỏi chuyện cái gì chạy nhiều chặt. Wow. Cái đó cái này chỉ có chặt thôi. Tắt đi. Khi mình tắt mình bỏ lại thì cái hệ thống nó lại chặt bình thường. Nó lại đánh người ta. Nó không bao giờ nó mất được.
cái thang lên đó. Ở trên 13V, 14V. Nó đo cái điện sạc từ cái bình, từ cái xe vô cái bình nó quay á. Thế thì buổi sáng ra tắt đi. Mở lên như vậy này. Nhớ cái đường điện này nó 13.1 ok. Là 12 cái mấy rồi, nó chỉ là 8-9V đó, nhưng mà nó bị yếu. Còn cái một cái bị nổ máy như vậy. Mà cái điện này nó nằm dưới 12V thì chúng ta nghe thống sạc nó không làm việc. Đúng không? Giờ cái đó mình biết được rồi. Cái này coi chờ. Tốc độ. Ô tan là tổng đoạn đoạn đường. Phần tiếp là đo đoạn đường giống như bây giờ là 1.1 cây này. Thì mình muốn đo đây về nhà mình bao nhiêu mình giữ nguyên này. Nó sẽ đi về không. Mình biết là mình đi đây về nhà bao nhiêu cây, mình đi đây mình đo bao nhiêu cây. Đây thì mình không bao nhiêu cây. Tới 1.000 cây đến trả về không. Được chưa? Chúng các anh chị có nhớ được cái này không? Nút này là màu xanh thì cha chạy được. Nhấn vô. Đây. Nếu lúc này là màu đỏ thì xe sẽ không hoạt động được. Cái này dừng xe, cái này cảnh báo dắt xe hết. Cái này sử dụng đi nha. Nếu không biết thì chỉ biết. Ủa còn cái vụ thay nhớ làm sao đó? Lần đầu tiên 500 cây đồng. Lần thứ hai là từ 1.500 tới 2.000 cây. Còn nhất mấy nhất số thì sau 5.000. Ủa tắt rồi. Số thì sau 5.000. Tắt cái này, tắt trong vòng 5 10 giây nữa từ tắt luôn. Đang bấm cái đồ điện của chiếc xe. Ơi kìa, anh ơi. Rồi. Tắt nó rồi, không cần nhấn 5 giây nào đâu. Em có thể sử dụng, em cứ chỉ tiếp thôi. Ok. Ồ nó trượt luôn hả? Nó trượt tròn luôn, không có cái nào bẻ được. Nó quay tròn luôn rồi này. À, nó tròn quá. Nó bắt cũng không đập cho may cái khóa đi được chặt chạy. Mở cốt lại rồi. Đấy, mở đây. Bỏ xăng ở trên nhé. Bỏ xếp thế này. Vừa đủ rồi, nó là cái khớp vừa đủ rồi, nó nhấn. Này giờ nãy mình đổ vô mấy lít rồi, giờ mình ra đổ thêm mấy lít nữa. Ra cái xăng đổ thêm vô. Ok nha, rồi chúng mình nhìn xe coi cho một cái là không chạy trước gì ha. Từ đúng rồi.